Chào mừng các em đến kênh Khởi Liêm trong bài giảng. Hôm nay Khởi sẽ dạy các em môn địa lý lớp 6, sách chân trời sáng tạo nha. Trong lúc xem bài giảng của Khởi Liêm nếu có thêm quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp Khởi Liêm để Khởi có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nha. Giờ mình sẽ quay bài giảng hôm nay. Giờ hôm nay mình học về số 7 chuyển động quanh mặt trời của trái đất và hệ quả. Giờ như là học xong bài này em sẽ mô tả được chuyển động xung quanh mặt trời của trái đất và trình bày được hiện tượng ngày, đêm dài ngắn hay một. Giờ như mình sẽ có một câu tục ngữ: đêm tháng 5 chưa nằm để sáng, ngày tháng 10 chưa cừ đảo tối. Câu tục ngữ trên đã rất gần gũi với người dân Việt Nam. Nội dung của nó thể hiện một hiện tượng tự nhiên diễn ra hàng năm ở nước ta. Đó là hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo mùa. Đây chính là hệ quả được sinh ra từ chuyển động quanh mặt trời của trái đất. Trong thực tế hiện tượng này diễn ra như thế nào trên trái đất? Còn hệ quả nào khác sinh ra từ chuyển động quanh mặt trời của trái đất hay không? Giờ mà học xong bài này mình sẽ trả lời được các câu hỏi này nhé. Trước hết là một la mã chuyển động quanh mặt trời của trái đất. Quan sát hình 7.1 và đọc thông tin trong bài, em hãy cho biết là trái đất chuyển động xung quanh mặt trời theo hướng cùng chiều hay ngược chiều kim đồng hồ. Giờ như vậy mình thấy đây là hình 7.1 là chuyển động quanh mặt trời của trái đất và các mùa của ở bán cầu Bắc. Các mùa này là của bán cầu Bắc nha. Như vậy mình thấy là vào ngày 21 tháng 3 chính là ngày xuân phân, có nghĩa là chuyển từ mùa đông sang mùa xuân. Lúc này ánh sáng mặt trời sẽ chiếu hẳn ngay đường xích đạo nha. Tiếp theo vào ngày hạ chí 22 tháng 6, có nghĩa là chuyển từ mùa xuân sang mùa hè của bán cầu Bắc nha. Thì lúc này mình thấy là bán cầu Bắc đây, bán cầu Bắc phía trên này nghiêng về phía mặt trời nên sẽ nhận được nhiều lượng hơn, chính là mùa hè chỗ này. Giờ tiếp theo là vào ngày 23 tháng 9 chính là ngày khu phân, có nghĩa là ngày nằm giữa mùa hè và mùa khô. Thì ánh sáng mặt trời cũng chiếu hẳn vào đường xích đạo. Tiếp theo là ngày 22 tháng 12 chính là ngày đông chí, có nghĩa là ngày chuyển từ mùa khô sang mùa đông. Thì lúc này mình thấy là bán cầu ngang, đây bán cầu ngang phía dưới đang hướng về phía mặt trời nên sẽ nhận được nhiều nhiệt lượng hơn, đúng không? Và mình thấy là chiều chuyển động của trái đất quanh mặt trời chính là chiều từ tây sang đông. Như vậy câu này mình sẽ trả lời là trái đất chuyển động xung quanh mặt trời theo hướng là ngược chiều kim đồng hồ. Tiếp theo là hình dáng quỹ đạo chuyển động quanh mặt trời của trái đất, thì mình thấy là hình dáng là hình elip, đúng không? Giờ tiếp theo là thời gian trái đất quay một vòng quanh mặt trời là bao lâu, thì mình nhớ là thời gian trái đất quay quanh mặt trời hết 365 ngày và 6 giờ nha. Tiếp theo là người ta hỏi là nhận xét về độ nghiêng và hướng nghiêng của trục trái đất vào các ngày 21 tháng 3, 22 tháng 6, 23 tháng 9 và 22 tháng 12. Mình thấy là trục trái đất vẫn giữ độ nghiêng, đúng không? Và 4 ngày này, độ nghiêng là như nhau. Như vậy mình trả lời là khi chuyển động trái đất luôn giữ nguyên độ nghiêng và hướng nghiêng của trục trái đất là không thay đổi nhé. Giờ như vậy là sau khi xem hình xong mình sẽ trả lời 4 câu hỏi nhé. Như vậy là câu hỏi thứ nhất là mình trả lời là trái đất chuyển động quanh mặt trời theo hướng từ tây sang đông ngược chiều kim đồng hồ. Và trái đất chuyển động quanh mặt trời theo bằng hình elip, đúng không? Quỹ đạo chính là một hình elip nhé. Và thời gian trái đất quanh mặt trời một vòng hết là 365 ngày và 6 giờ, đúng không? Như mình thấy là mỗi năm hàng năm là có 365 ngày, thì 4 năm sẽ có một nhiều một năm để cho bù cái giờ này, đúng không? Nhận xét là khi chuyển động là trái đất luôn giữ nguyên độ nghiêng và hướng nghiêng của trục nha. Giờ trả lời xong câu hỏi mình sẽ tiếp phần bài diễn. Giờ như là cùng với chuyển động từ quay quanh trục, trái đất chuyển động quanh mặt trời và hướng chuyển động của trái đất quanh mặt trời là từ tây sang đông theo quỹ đạo dạng hình elip gần tròn. Trái đất quay một vòng quanh mặt trời là 365 ngày và 6 giờ. Thời gian này gọi là một năm thiên văn. Trong khi chuyển động trên quỹ đạo thì trái đất sẽ giữ nguyên độ nghiêng và hướng nghiêng của trục, nhờ đó sinh ra các hiện tượng mùa và ngày, đêm dài và ngắn theo một trên trái đất nhé. Giờ bây giờ thầy sẽ cho các em xem hình ảnh chuyển động
3D của trái đất quanh mặt trời nhé. Giờ như vậy là ở đây mình sẽ xem hình dáng. Đây là mặt trời ở giữa. Và trái đất sẽ xoay xung quanh mặt trời theo một hình quỹ đạo, chính là hình elip. Ở đây mình thấy là ngày 21 tháng 3. Thì ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp vào đường xích đạo. Lúc này bán cầu Bắc chính là mùa xuân và bán cầu Nam chính là mùa khô. Giờ mình sẽ sang tháng 6 nha. Trái đất sẽ xoay vào hướng bên đây. Vào ngày 21 tháng 6 thì mình thấy là bán cầu Bắc nghiêng về phía mặt trời nên sẽ nhận được nhiều nhiệt lượng hơn. Đây, như vậy lúc này bán cầu Bắc sẽ là mùa hè và bán cầu Nam sẽ là mùa đông. Giờ tiếp theo mình sẽ đến tháng 9. Giờ tháng 9 thì trái đất sẽ nằm ở vị trí này. Vào ngày 23 tháng 9 thì mình thấy là ánh sáng mặt trời sẽ chiếu trực tiếp qua đường xích đạo. Lúc này bán cầu Bắc sẽ là mùa khô và bán cầu Nam sẽ là mùa xuân. Giờ mình sẽ đến tháng 12. Giờ đây là 21 tháng 12 thì mình thấy là bán cầu Nam đang nghiêng về phía mặt trời nên sẽ nhận được nhiều nhiệt lượng hơn, nhiều ánh sáng hơn. Nên bán cầu Nam sẽ là mùa hè và bán cầu Bắc sẽ là mùa đông. Đúng không? Tương tự như vậy thì trái đất sẽ cứ quay như vậy. Một năm sẽ là 365 ngày và 6 giờ. Đúng không? Giờ mình sẽ trở lại bài giảng của mình. Hai la mã mình sẽ học hệ quả chuyển động quanh mặt trời của trái đất. Đó là hiện tượng mùa. Mùa là một khoảng thời gian của năm, có những đặc điểm riêng về thời tiết và khí hậu. Nguyên nhân sinh ra hiện tượng mùa là do trục trái đất nghiêng và gần như không đổi hướng khi trái đất chuyển động qua trên quỹ đạo quanh mặt trời. Thế ấy lần lượt là bán cầu Bắc, bán cầu Nam ngã về phía mặt trời. Bán cầu nào ngã về phía mặt trời nhiều hơn thì sẽ nhận được nhiều nhiệt và ánh sáng hơn. Lúc đó là mùa nóng. Ngược lại bán cầu ngã về phía mặt trời ít hơn sẽ nhận được ít nhiệt và ánh sáng hơn. Lúc đó là mùa lạnh. Như vậy trong cùng một thời gian, một thời điểm thì mùa ở hai bán cầu sẽ là trái ngược nha. Giờ tiếp theo mình sẽ có 4 câu hỏi quan sát hình 7.1 và đọc thông tin trong bài. Em sẽ hãy cho biết là ngày 20 tháng 6 thì bán cầu Bắc hay bán cầu Nam ngã phía mặt trời. Giờ bây giờ mình sẽ xem lại hình 7.1 cho mình trả lời 4 câu hỏi nha. Giờ bây giờ mình sẽ xem lại hình 7.1. Người ta hỏi là ngày 22 tháng 6 thì bán cầu Bắc hay bán cầu Nam ngã về phía mặt trời. Thì đây là ngày 22 tháng 6 thì mình thấy là bán cầu Bắc ngã về phía mặt trời, đúng không? Tiếp theo là câu hỏi là ngày 22 tháng 12 thì bán cầu Bắc hay bán cầu Nam ngã về phía mặt trời. Thì mình sẽ xem ở đây. Ngày 22 tháng 12 thì bán cầu Nam sẽ ngã về phía mặt trời, đúng không? Ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp qua bán cầu Nam. Tiếp theo là từ ngày 21 tháng 3 tới ngày 23 tháng 9 thì bán cầu Bắc là mùa nóng hay mùa lạnh? Như vậy là từ ngày 21 tháng 3 đây tới ngày 23 tháng 9 thì mình thấy là bán cầu Bắc, đúng không? Mình thấy là từ đây tới đây thì cái bán cầu Bắc sẽ nhận được nhiều nhiệt lượng hơn, đúng không? Nên chính là mùa nóng nha. Tiếp theo là ngày 23 tháng 9 đến ngày 21 tháng 3, có nghĩa là từ ngày này tới ngày này, thì mình thấy là bán cầu Nam sẽ nhận được nhiều nhiệt lượng hơn, nên sẽ là mùa nóng, đúng không? Giờ như giờ xem hình xong, thầy sẽ trả lời 4 câu hỏi nha. Giờ như giờ thầy sẽ trả lời nha. Như giờ là mình trả lời là vào ngày 22 tháng 6 thì bán cầu Bắc ngã về phía mặt trời nhiều hơn. Còn ngày 22 tháng 12 thì nửa cầu Nam sẽ ngã về phía mặt trời. Tiếp theo là mình thấy là ngày 21 tháng 3 tới ngày 23 tháng 9 thì ở bán cầu Bắc sẽ là mùa nóng. Do bán cầu Bắc ngã nhiều về phía mặt trời nên nhận được nhiều nhiệt lượng hơn. Từ ngày 23 tháng 9 đến ngày 21 tháng 3 ở bán cầu Nam là mùa nóng. Do bán cầu Nam ngã về phía mặt trời nên nhận được nhiều nhiệt hơn. Đúng không? Giờ trả lời xong câu hỏi mình sẽ tiếp phần bài diễn. Giờ tiếp theo là hai nhỏ hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo mùa. Giờ vào hình 7.2 và thông tin cho bài em hãy xác định trục trái đất Bắc Nam và đường phân chia sáng tối. Cho biết là ngày 22 tháng 6 khi mặt trời chiếu thẳng góc với mặt trời ở vị trí nào, thời điểm đó ngày dài hơn đêm ở bán cầu Bắc hay bán cầu Nam. Giờ bây giờ mình sẽ xem hình 7.2.
Giờ tiếp theo là hai nhỏ mà sẽ học hiện tượng ngày đêm dài ngắn hay muộn. Giờ dựa vào hình 7.2 và thông tin trong bài, em hãy xác định trục trái đất Bắc Nam qua đường phân chia sáng tối. Giờ như vậy ở đây mình sẽ xem hình, mình thấy là trục Bắc Nam đây. Trục Bắc Nam nó sẽ nghiêng một góc là 66 độ 33 phút. Qua trục sáng tối thì nó sẽ hẳn đứng như thế này, đúng không? Bên đây là sáng, bên đây là tối, đúng không? Bên đây sáng, bên đây tối. Và cho biết là ngày 22 tháng 6 thì mặt trời chiếu hẳn góc qua mặt đất ở vị trí nào? Và thời điểm đó ngày dài hơn đêm ở bán cầu Bắc hay bán cầu Nam? Như mình sẽ xem 22 tháng 6 là cái hình bên đây nhé. Thì mình thấy là bán cầu Bắc đây, bán cầu Bắc là khúc trên này, từ đây đến đây. Thì bán cầu Bắc sẽ hướng về mặt trời và ánh sáng mặt trời sẽ chiếu trực tiếp vào chi tuyến Bắc, đúng không? Có nghĩa là lúc này sẽ là ngày sẽ dài hơn đêm ở bán cầu Bắc nha. Tiếp theo là ngày 22 tháng 12 thì mình sẽ xem hình ở đây nha. Mặt trời chiếu hẳn góc vào mặt đất ở vị tuyến nào? Và thời điểm đó ngày dài hơn đêm ở bán cầu Bắc hay bán cầu Nam? Thì mình sẽ xem hình 22. Hình bên đây thì 22 tháng 12 thì mình thấy là bán cầu Nam sẽ hướng về mặt trời. Và ánh sáng mặt trời sẽ chiếu trực tiếp vuông góc tại chi tuyến Nam ở vị độ là 23 phút 27 độ này. Đúng này. Lúc này thì ở bán cầu Nam ngày sẽ dài hơn đêm. Đúng này. Giờ sau khi xem hình xong mình trả lời câu hỏi. Như vậy trước hết là xác định trục và đường phân chia. Như giờ đường biểu diễn trục trái đất chính là trục Bắc Nam và đường phân chia sáng tối chính là ST, không trùng nhau bởi vì đường biểu hay giờ như vậy là ở đây mình thấy là trục của trái đất và đường phân chia sáng tối sẽ là không trùng nhau, đúng không? Đường biểu hiện trục nằm nghiêng trên mặt phẳng quỹ đạo với một góc là 66 độ 33 phút. Trong khi đó thì đường phân chia sáng tối là vuông góc với mặt phẳng quỹ đạo, vì vậy chúng sẽ không trùng nhau là điều lẽ phải, đúng không? Giờ tiếp theo là mình trả lời là ngày 22 tháng 6 thì ánh sáng mặt trời chiếu hẳn góc mặt đất ở vĩ tuyến là 23 độ 27 phút Bắc nha. Và theo đường chiếu tuyến Bắc, ngày dài hơn đêm ở bán cầu Bắc. Còn ngày 22 tháng 12 thì ánh sáng mặt trời sẽ chiếu hẳn mặt đất ở vĩ tuyến là 23 độ 27 phút Nam trên đường chiếu tuyến Nam, và ngày sẽ dài hơn đêm ở bán cầu Nam, đúng không? Giờ trả lời xong câu hỏi mình sẽ tiếp phần bài giảng. Giờ tiếp theo, vào ngày 21 tháng 3 Xuân Phân và ngày 23 tháng 9, khắp mọi nơi trên trái đất đều có thời gian ngày và đêm dài bằng nhau. Trong hai ngày này thì tia sáng mặt trời chiếu hẳn góc tại xích đạo nên lượng nhiệt của ánh sáng mặt trời bằng nhau ở hai bán cầu Bắc và Nam. Từ sau ngày 21 tháng 3 đến ngày 23 tháng 9 thì bán cầu Bắc ngã về phía mặt trời nhiều hơn. Và ngược lại, sau ngày 23 tháng 9 đến ngày 21 tháng 3 thì bán cầu Nam lại ngã về phía mặt trời nhiều hơn. Bán cầu nào ngã về phía mặt trời nhiều hơn sẽ có ngày dài đêm ngắn. Ngược lại thì bán cầu nào ngã về phía mặt trời ít hơn sẽ có ngày ngắn đêm dài. Giờ tiếp theo mình sẽ có câu hỏi. Quan sát hình 7.3 và thông tin trong bài, hãy xác định các điểm ABC. Giờ mình sẽ xem hình 7.3. Đây là hiện tượng ngày đêm dài ngắn hay muộn. Như vậy ở vào ngày 22 tháng 6 thì bán cầu Bắc hướng về phía mặt trời nên sẽ bán cầu Bắc sẽ là ngày dài đêm ngắn, đúng này. Đây, ngày sẽ dài hơn đêm. Bây giờ mình sẽ xác định đỉnh các điểm ABC. Điểm A sẽ nằm trên xích đạo này. Điểm B nằm ở chi tuyến Bắc và điểm C nằm ở vòng cực Bắc, đúng này. Giờ người ta kêu mình so sánh độ dài giữa ngày và đêm của các điểm ABC vào ngày 22 tháng 6 và 22 tháng 12. Như vậy là trước hết là mình thấy là ngày 22 tháng 6 thì mình thấy là điểm A nằm trên xích đạo, đúng không? Còn điểm B, điểm C thì sẽ nằm ở bán cầu Bắc, đúng không? Nên tại vị trí điểm B, điểm C thì ngày sẽ dài hơn đêm, đúng không? Tiếp theo là ngày 22 tháng 12. Thì điểm A nằm trên xích đạo nên ngày dài
ngày và đêm dài như nhau. Còn điểm B, điểm C thì mình thấy là lúc ngày vào 22 tháng 12 thì rõ ràng là ngày ngắn sẽ đêm sẽ dài hơn, đúng không? Sau đó mình sẽ vô xúc ra kết luận về sự chênh lệch giữa ngày đêm hay mùa từ kết quả so sánh trên nhé. Rồi thầy sẽ trả lời câu hỏi. Trước hết là xác định thì mình thấy là điểm A nằm ở xích đạo, điểm B nằm ở chí tiếng Bắc và điểm C nằm ở vòng cực Bắc. Ngày 22 tháng 6 thì điểm B, điểm C nằm ở vị trí bán cầu Bắc nên sẽ có là ngày sẽ dài hơn đêm. Còn ngày 22 tháng 12 thì điểm B, điểm C nằm ở bán cầu Bắc, hiện đang vào ban đêm. Bán cầu Nam ngã về phía mặt trời nên ở các vị trí BC sẽ có ngày ngắn hơn đêm. Còn mình thấy là điểm A sẽ thuộc đường xích đạo. Tại đường xích đạo thì quanh năm thì ngày và đêm đều dài bằng nhau. Như vậy mình kết luận là do đường phân chia sáng tối không trùng với trục trái đất nên các địa điểm ở bán cầu Bắc và bán cầu Nam sẽ có hiện tượng ngày đêm dài khác nhau. Càng xa xích đạo về phía hai cực thì chênh lệch độ dài ngày đêm càng rõ rệt. Các điểm nằm trên đường xích đạo quanh năm sẽ có ngày và đêm dài bằng nhau, đúng không? Giờ trả lời xong câu hỏi mình sẽ tiếp phần bài diễn. Giờ như vậy là mình sẽ có là do đường phân chia sáng tối không trùng với trục trái đất nên các địa điểm ở bán cầu Bắc và bán cầu Nam sẽ có hiện tượng ngày đêm dài ngắn khác nhau. Các địa điểm nằm ở đường xích đạo quanh năm luôn có ngày và đêm dài bằng nhau. Càng xa xích đạo về phía hai cực thì sự chênh lệch độ dài ngày đêm càng rõ rệt. Do mùa ở hai bán cầu sẽ diễn ra ngược nhau nên độ dài ngày đêm ở hai bán cầu cũng ngược nhau. Khi bán cầu Bắc có ngày dài đêm ngắn thì bán cầu Nam sẽ ngược lại, đúng không? Giờ tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu hỏi phần luyện tập. Khi thứ tự các mùa ở bán cầu Bắc là xuân hạ thu đông thì các mùa ở bán cầu Nam sẽ diễn ra như thế nào? Mình nhớ nó sẽ diễn ra ngược lại. Ở bán cầu Bắc là mùa xuân thì bán cầu Nam sẽ là mùa thu, đúng không? Ở bán cầu Bắc là mùa hè thì bán cầu Nam sẽ là mùa đông. Ở bán cầu Bắc là khô thì ở bán cầu Nam xuân. Và bán cầu Bắc là đông thì bán cầu Nam sẽ là mùa hè. Mùa nó sẽ ngược nhau, đúng không? Giờ tiếp theo sẽ là câu vận dụng. Địa phương nơi em đang sinh sống mỗi năm có mấy mùa? Đó là những mùa nào? Thời gian mỗi mùa thường kéo dài mấy tháng? Giờ như vậy là mình sẽ trả lời theo địa phương của mình nhé. Như vậy là thầy sẽ trả lời ở địa phương của thầy thôi nhé. Còn địa phương của em như thế nào thì không biết, đúng không? Như mình trả lời địa phương nơi em đang sinh sống mỗi năm sẽ có 4 mùa. Đó là những mùa xuân hạ thu đông. Thời gian mỗi mùa thường kéo dài 3 tháng, đúng không? Giờ như vậy là mình xong bài diễn hôm nay. Nếu các em thấy bài diễn thì bấm hết chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh Thầy Liêm, bấm nút đăng ký bấm chuông để xem bài diễn mới nhất của Thầy Liêm nhé. Thầy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nhé.